Alo. Alo, các bạn có nghe cô không? Alo. Dạ có. À rồi, cô có gửi cái file đó các bạn có nhận được trong phần chat không? Thì bây giờ mở ra và các bạn đây là một cái phần có thể là xem nhanh những cái phương pháp luận mà đang phổ biến hiện tại ha. Có nghĩa mình lấy với cái dạng cái tên của nó ha, cái tên để mình biết là cái tên nó là gì và cái bài này nó thống kê 12 phương pháp luận. Nhá, 12 phương pháp luận và chỉ ra những cái điểm được và những cái điểm mà hạn chế. À, thì bây giờ chúng ta theo hình thức là chúng ta review theo cái kiểu này. Thì bây giờ các bạn xem qua rồi cô sẽ cùng với các bạn, cô sẽ mời một số bạn cùng trình bày ha. Một vài cái phương pháp luận ở trong này để chúng ta cùng phân tích với nhau với các bạn nhé. Thì bây giờ cô cho thời gian... thì các bạn thì mỗi bạn chọn khoảng 1 đến 2 phương pháp luận hả? Trong cái 12 cái phương pháp luận trong cái file cô gửi đó. Để mình đọc qua, để mình thử suy gẫm nó như thế nào, để xem mình hiểu đến đâu và gặp khó khăn gì không, câu hỏi. Thì các bạn trả lời câu hỏi, hỏi cô nhé. Thì cô cho thời gian... cần bao lâu ta? 15 phút nha các bạn. Nhá. 15 phút nhá. Nè, cái file này cô muốn các bạn làm cái bài tập tại chỗ ở đây và cô sẽ gọi các bạn cùng chia sẻ cái phương pháp luận mà các bạn chọn để trình bày. Vậy nhá.
Cô ghi Cô lại cái đó cô. ở đây 12 phương pháp luận ha. Người ta trình bày ra và giới thiệu cho mình biết về những cái điểm được và điểm chưa được, pros và cons ha. Thì bây giờ các bạn xem review qua đó và bạn chọn từ 1 đến 2 phương pháp luận ở trong đó để bạn nghiên cứu kỹ ha, và đọc và cố gắng tự diễn giải xem cái hiểu của bạn như thế nào, rồi bạn trình bày rồi cô sẽ chỉnh cho các bạn nhé. Đây là một cái cách mà mình review hết tất cả những phương pháp luận mình biết được bên ngoài thế giới hiện tại bây giờ, những cái phổ dụng và nó được có cái tên, có cái name, đúng không? Và trong trong lĩnh vực sản xuất xây dựng phát triển mà liên quan tới phần mềm, nó nặng về phần mềm á, thì người ta đang sử dụng những cái phương pháp luận này các bạn nhé. Hello. Cô ơi, cô gửi lại cái file được không cô? Cái file cô gửi trong phần chat này. Dạ, em không thấy á. Không thấy hả? Dạ. À, hay là để cô gửi ở trên LMS nhé. Dạ. Cô sẽ để lên trên LMS để cô xem màn hình cô đưa lên LMS nha. Rồi cô gửi lên trên LMS thôi nha, ở cái tuần số 9 này. Cái review về 12 phương pháp luận, cái đây là một file PDF. Alo, các bạn thấy không? Thấy rồi. Cô gửi cái file trên này rồi nha. Và trong phần chat cũng không gửi rồi. Bây giờ gửi lại nó vẫn nằm đây à. Vào 10 giờ 4 phút này. Cách đây 6-7 phút gì đó. Trong phần chat này cũng chưa có gì. Nha.
Alo, chào các bạn. Rồi bây giờ các bạn là xung phong không? Ở đây thì alo, các bạn còn nghe cô chứ nhỉ? Alo. Rồi. Thì có những cái phương pháp thì chúng ta trong lý thuyết này là thác nước đúng không? Waterfall model. Rồi prototype là cái dạng này trong lý thuyết chúng ta cũng đã nói qua ha. Trái cái này thì nó mới chút này ha. Chúng ta biết qua là nó gần với cái thằng ID là Rabbit ở đây. Những cái tên gọi của những cái phương pháp đầu tiên thì chúng ta cũng đã nghe và cũng đã biết sơ qua rồi ha. Còn những cái dưới spiral là sóng ốc thì đã từng nghe rồi, đã biết rồi ha. Có một số phương pháp còn lại phía dưới này là ví dụ như là Dynamic System Development Model này, rồi Extreme Programming, rồi SP không phải là hệ điều hành SP đâu đó nhé, mà cái tên của nó thôi ha. Feature Driven Development. Thì qua cái tên gọi chúng ta biết là phương pháp này nó nặng về cái phần là đi xây dựng những cái feature, có nghĩa là những cái tính chất hay những cái đặc tính của cái hệ thống thông tin, cụ thể ở đây là trong lĩnh vực phần mềm nha. Còn GAD thì nằm trong phương pháp luận hướng con người á các bạn. Đó, hoặc cụ thể là trong cái bài mà kỹ thuật phát triển á, thì GAD, từ viết tắt là GAD thì chúng ta đã biết tới ở trong tổ chức một cái buổi hội thảo GAD mà bữa trước cô có đưa cái hình các bạn xem á, nó rất là có nghĩa rất là quy củ đúng không? Cái bố trí bàn ngồi hình chữ U, rồi có màn chiếu, rồi ai ngồi đâu vân vân, là cái trong cái GAD này đây. Rồi methodology Lean, có tên là Lean ha. Rồi đây là hướng đối tượng này, group đây. Cái group mà lúc nãy mà nói về phương pháp luận hướng đối tượng có nói về IUP á, thì đây viết tắt này, Rational Unified, quy trình hợp nhất ha. Thì và Scrum đó, Scrum đây là cái trong cái xuất phát từ cái thằng Agile đây ha. Agile nó có Scrum và một số phương pháp luận khác. Ok. Rồi bây giờ các bạn nào chọn phương pháp nào để trình bày nào? Ai xung phong không? Hay để cô gọi tên. Alo. Alo, hãy cô gọi tên nhé. Các bạn có thể là nói lại các phương pháp luận mà chúng ta đã biết ha, để dễ nói ha. Tùy các bạn tự chọn ha. Rồi. Phan Tấn Minh Đạt. Có bạn Đạt không? Alo. Có em cô ơi. Rồi, bây giờ em chọn phương pháp luận nào em? Em chọn cái Rapid Application Development đó cô. IID đúng không? Rapid. Dạ đúng rồi. Để cô kéo xuống cái dưới này nhé. Rapid này. Rồi bây giờ em có cần cô zoom nhỏ lại hay như thế nào em nói về cái mà em biết về IID? Dạ cái gì vậy đợi cô. Vậy được đó ha. Cần dạ. Thì nói cô nhé. Dạ. Cái phương pháp này cái mục đích của nó là cho cái kết quả nhanh chóng. Tại vì cái tên nó cũng là cho thấy cái sự nhanh rồi, cái sự, chữ rapid là nhanh rồi. Nên nó cái mục đích của nó là cho một cái sản phẩm, một cái hệ thống nhanh. Nhanh chóng. Cái điều đó là nó cần phải đòi hỏi là những cái
người mà lập xử lý phát triển hệ thống phải xuất sắc, và đồng thời phải có sự hỗ trợ của các cách phát triển khác, các nhà lập trình khác nữa. Phương pháp này thì nó có cái lợi thế lớn nhất là từ lập trình phần mềm, với gọi là với sự hỗ trợ rất cao đến từ nó đòi hỏi cái sự sản phẩm ra là sẽ hướng tới khách hàng rất là nhiều. Cái việc mà với phương pháp này thì cái việc mà thuê lập trình viên á nó rất là khó, bởi vì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố và rất là nhiều cần rất là nhiều sự thảo luận trong nhiều hướng khác nhau để tìm ra những cái lập trình viên tốt nhất cho cái dự án này. Rồi về mà cái thuận lợi của cái này là nó cho phép cái hình này thì em giải nghĩa nó là sao? Cái hình về cái hình nó không là trước hết là nó sẽ có cái giai đoạn là nó phân tích, nó lên kế hoạch những cái nhu cầu mà nó cần, hay nó phân tích những cái nhu cầu của khách hàng, rồi sau đó nó bắt đầu làm cái chương trình rồi show thai, rồi nó sẽ trong cái chương trình đó nó sẽ xây dựng, rồi lại hỏi ý kiến khách hàng, rồi lại làm ban mẫu, rồi hỏi tới khi nào mà hoàn tất thì nó sẽ tới giai đoạn testing, tới giai đoạn thử nghiệm và nó kết thúc cái quy trình. Em hiểu cái hình là vậy không? Rồi có nghĩa là cái giai đoạn mà cái mũi tên màu vàng đúng không, là nó sẽ thấy đi dòng mũi tên nó đúng rồi, nó dòng dạ. Cho đến khi mà nó đạt được cái certification, có nghĩa là sao, cái sự hài lòng với khách hàng dạ. Và cái giai đoạn này á là nó căng ở cái chỗ mà cái phần trên em vừa nói, đòi hỏi developer phải tinh thông hoặc là phải giỏi về kỹ thuật, và cái nắm bắt nữa cái phản hồi của user, active user ở đây. Bởi vì người ta phản hồi cái gì thì mình cũng phải làm được, chứ không phải mất thời gian dài để mà làm. Thì cái prototype nó sẽ bị kéo dài lê thê, thì nó không đúng theo cái ID này. Đó, có nghĩa là cái căng thẳng là nằm ở cái chỗ đó. Và dĩ nhiên những yêu cầu của user như đây á, thì cũng nằm trong cái phạm vi của toàn dự án này nhá. Chứ không phải là đòi hỏi một cái gì mà nó vượt ra khỏi cái phạm vi, ví dụ xây dựng hệ thống mà bán hàng chẳng hạn, hoặc là phân phối. Thì dĩ nhiên là những yêu cầu nó cũng quanh quẩn trong những cái user liên quan và những vấn đề liên quan, chứ không phải là đòi hỏi rồi prototype 1, prototype 2, 3, 4 đến N, prototype N mà cái mô hình và cái hệ thống prototype nó lạ hoắc, nó không còn như tiêu chí ban đầu, thì không phải, đúng không? Có nghĩa là nó vẫn có một cái sườn để mà nó phát triển trong cái phạm vi đó nhá. Dạ. Nhân tiện để cô mượn lời cô nói, các bạn khác thì thấy ở đây thường thường á, khi mô tả thì các phương pháp luận người ta dùng những cái cụm từ nó thấy nó không theo như là SDLC của mình, đúng không? Có khi người ta thích thì người ta xài là phân tích thiết kế, đúng không? Rồi gọi là requirement, rồi có khi thì planning, có khi là chỉ requirement mà thôi. Đây là cái cách mà người ta tự do các bạn nhé. Trong bối cảnh người ta sẽ dùng cái từ thích hợp nhất ha. Ví dụ ở đây người ta sẽ dùng ta user design, chứ không phải là chỉ là design thường thường, đúng không? Thì dĩ nhiên cái giai đoạn phân tích là cái giai đoạn mà nó lồng ghép, nó gồm ở trong cái giai đoạn design này rồi nha. Rồi design, rồi prototyping là chính là cái giai đoạn gì? Thông thường mình hiểu là cái giai đoạn mà coding đó ha. Hoặc là đó. Rồi giai đoạn construction là cái giai đoạn mà giống như là vừa, cái này cũng vừa có test, vừa có code, và vừa cái using của cái user nữa các bạn nhé. Nó tổng hợp hết tất cả, rồi nó quay vòng. Cho đến khi ra cái testing mà các bạn thấy cái testing mà
nằm phía bên ngoài này á, gần với cut over á, có nghĩa là chuyển giao. Cut over cũng có nghĩa là tương đương với những cái chỗ khác người ta dùng gọi từ là deploy hay là cái gì đó, implement hay gì đó tương tự như vậy á. À, thì trong bối cảnh người ta dùng những cái từ khóa khác nhau thì cái điều này thì mình cũng open mind nhá, chứ mình không có gây gắt về cái chuyện ồ tại sao phải dùng cái đúng cái từ mà trong SDLC, bản chất nó cũng là theo cái quy trình luồng của SDLC mà thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì sao, ở một bối cảnh khác nhau người ta dùng cái từ nó khác. À, dĩ nhiên nói test ở đây là không có nghĩa là trong cái giai đoạn mà vòng lặp này người ta không có test, không có đâu nhá, cũng có test nha các bạn. Bởi vì test nó có nhiều cái phân cấp, đúng không, mức độ khác nhau. Ví dụ trong cái team người ta code, trong design, trong thiết kế, mọi người cũng đã test cục bộ của sản phẩm output của cái mình làm ra rồi. À, tới testing ở đây là ý nói là ở cái quy mô rộng hơn, còn cái giai đoạn mà lặp đi lặp lại cũng là có test mà, user sử dụng là test đó, các bạn hiểu không? Đó có nghĩa là vẫn là tương đối trong cái phạm vi này nhá. Thì mình cũng là open mind, mình cởi mở để mình tiếp nhận thêm những cái cụm từ mới ha, và những cái phương pháp luận mới, cho nên cũng không có bỡ ngỡ và gắt gao cái chuyện là phải bắt buộc dùng những cụm từ trong SDLC. Cái bản chất của nó vẫn là theo cái luồng của SDLC nha. À, em nói tiếp em. À, cái ưu điểm của nó cô là quy trình phát triển của nó thì nó tốn ít nỗ lực hơn, tức là nó dễ hơn. Giống như nó nghĩa là sao nhỉ? Nhìn sao là effortless là sao? Là nó ít nỗ lực hơn, giống như nó không. Và có cụ thể trong trường hợp này mình hiểu là nó nỗ lực này là nó nhắm đến cái đối tượng nào đây, chủ thể nào nỗ lực? Chắc là nó nhắm tới, chắc là em nghĩ là nhắm tới chủ thể là khách hàng. Không, ngược lại đó em, nhắm tới cái team, có nghĩa là team đó chỉ có prototype đưa ra, sau đó khách hàng là người xài, khách hàng là phản hồi và có cái gì mới, có cái gì cần và nó hợp lý thì team sao bắt tay vào làm. Có nghĩa là người ta không cần phải căng đến cái chuyện là phải nghĩ ra về cái design một cách rõ ràng và chặt chẽ như những pháp luận khác, em hiểu không? Bởi vì có cái bên, một cái bên tư vấn, một cái bên chuyên gia người sử dụng là user trực tiếp bên cạnh rồi, luôn luôn theo sát những cái prototype của mình, em hiểu không? Effortless theo ý nghĩa này là thuộc cái team á, còn user thực chất là cái này là yêu cầu user hợp tác rất là chặt chẽ, đúng không? Bởi vì người ta phải cho những cái phản hồi tốt, đúng không? Đúng thì tiến trình nó mới, prototype số 2 nó mới có ý nghĩa so với prototype số 1, thấy không? Đó, tương tự như vậy thì effortless này là hướng tới cái chủ thể là cái team đó đó. À, bởi vì người ta một phần nào đó có phụ thuộc, đúng không, vào cái phản hồi của user. Được chưa? Ừ rồi. Để ý thứ hai đi em. Cái nó mang lại cái giống như là cái phản hồi, cái giúp đỡ của khách hàng á, thì nó được review nhanh, giống như mình đưa cái prototype thì khách hàng sẽ review liền cho mình, nó được review nhanh tại vì cái phương trình, cái hệ thống này nó nhắm vào khách hàng, với lại khách hàng đóng một vai trò chặt chẽ trong cái phương pháp này, nên cái đánh giá nó sẽ được tiếp nhận được nhanh hơn. À, đúng rồi, thì cô bổ sung thêm một chút là ý bạn là logic cái chỗ này rồi đó. Có nghĩa là client ở đây các bạn thấy không? Người ta dùng từ client, người ta không có dùng user. Client là cái đơn vị, là cái người mà có thể là cái user, là cấp cao, cấp quản lý, cái tổ chức mà nó thuê cái team này để phát triển đó, đúng không? Và người ta thấy cái tiến độ rất là rõ ràng á. À, tiến độ dự án đến đâu rồi? Có thể là những phương pháp luận khác, ví dụ là SDLC thì phải chờ, đúng không? Đâu có dễ dàng để đưa ra thấy mặt mũi đâu. Thì ở đây, thấy tiến độ tăng trưởng này. À, đây là cái phiên bản prototype 1 này, prototype 2, 3 này, khác biệt gì nhau, vân vân. Mô tả nó rất là rõ ràng. Em hiểu không? Rất là dễ để mà giống như là mắt thấy tai nghe và chứng kiến á. À, thì nó client này là hướng đến cái người mà powership của cái hệ thống này. Được chưa? Rồi. Cái thứ ba là nó khuyến khích cái sự
cái feedback, cái phản hồi của khách hàng nó được cải thiện, tại vì nó lúc nào nó cũng làm là làm xong rồi đưa cho khách hàng rồi feedback rồi quay lại làm tiếp, nếu khách hàng có nhu cầu thì làm tiếp, nó gọi là chặt chẽ, nên cái phản hồi của khách hàng nó sẽ được cải thiện, nó nhanh hơn những phương pháp khác. Đúng rồi, thì song song ở đây thì như ý các bạn nói thì chính là mình phản chiếu lại thì cái team mà xây dựng này là những người mà cho dù vị trí người ta là developer hay là ai trong team thì người ta cũng có một cái kỹ năng sẽ tăng lên, đúng không, theo kinh nghiệm, có nghĩa là tương tác với khách hàng rất là giỏi trong cái việc thương thuyết, đúng không, giải thích trình bày vấn đề với khách hàng, bởi vì thường thường cái cản trở của cái dân kỹ thuật mà khi ra nói chuyện với khách hàng với user thì sao là một cái khoảng cách khá lớn hả. Thì khi trong quá trình khi mà có điều kiện tham gia vào trong những cái dự án mà theo RAD như thế này thì những người tham gia dự án đó người ta sẽ phát triển thêm những cái kỹ năng mềm ha, bổ sung thêm rất là quý báu. Rồi bên cạnh đó nó có những cái hạn chế nào em? Nó hạn chế là nó phụ thuộc vào cái năng lực của cái team. Câu đầu tiên không hiểu là dễ con chứ. Thì đồng với cái ý lúc nãy mình giải thích nãy giờ đó. Rồi nó yêu cầu là những cái cá nhân phải có những cái kỹ năng thật sự xuất sắc để giải quyết những cái vấn đề mà phức tạp. Rồi bởi vì mà nó nhanh nên nó không phù hợp với những cái dự án mà ngân sách nó quá thấp, tại vì nó đòi hỏi những người kỹ năng cao thì tất nhiên là tiền nó phải cao lên. Còn cái thứ hai cái thứ hai thì em không biết lắm, modular system giống như nó hạn chế cái gì đó trong cái phương pháp này, giống như là modulum là modular là quốc con modular system confined on this method. Đối với những cái dự án mà thường thường á, mà làm theo hướng đối tượng là module hóa, cái này là modular line là module hóa đó, là hướng như là viết theo hàm đó. Viết theo ví dụ là một cái hệ thống nó lớn như vậy, nó tổ chức theo hướng đối tượng rồi, bây giờ có thêm cái phân hệ module, bên này bán hàng, bên này mua hàng, bên này phân phối, em hiểu không? Bên này thì kế toán vân vân, nó tách riêng, nhưng mà toàn hệ thống đó nó thông thương với nhau, nó xài chung những cái đối tượng về dữ liệu, em hiểu không? Dạ. Không như xây dựng như vậy thì thường trong cái dự án như thế này á thì nó sẽ khác cái cạnh nào đó, nó sẽ tương ứng là nó, nhưng mà cái ý này nó đưa vào work on có nghĩa là nó hạn chế trong những cái dự án mà hướng đối tượng và có một cái phân hệ thì nó khả thi trong cái hạn hẹp như vậy đó, chứ nó không thể khó mà có thể triển khai trong cái dạng diện rộng, em hiểu không? Bởi vì với một cái module ví dụ mà xác định ban đầu, requirement ban đầu á là bán hàng chẳng hạn, thì cái requirement planning nó rất là rõ ràng ha, và lui tới quanh quốc trong này thôi, và cho user nó cũng là trong đó thôi, chứ nếu một cái phạm vi mà rộng lớn hơn thì sao, nó khó để mà tiếp cận những cái requirement của user qua prototype, hoặc là nó vấn đề nó lớn quá thì khó mà có thể cho một cái prototype release nhanh được, em hiểu không? Đó, cho nên ý là vậy đó, có nghĩa là nó thường thường ở những cái dự án mà mang tính module hóa trong một cái dự án lớn á, một cái phân hệ nào đó thôi, cũng hệ thống thông tin ha. Rồi cô cảm ơn em nhé. Rồi rồi cô thấy khả năng tiếng Anh của em cũng tốt ha. Dạ đủ cô cao phát huy ha. Rồi cô bạn một bạn nào nữa, bạn nữ đi, bạn Thu Chung. Alo, không biết phải Thu Chung không hay là Trung Thư hay là gì Thư. Alo, có bạn đó không? Alo, không có rồi. Võ Ngọc Như Quỳnh. Dạ có em cô. Rồi em chọn phương pháp nào em? Dạ em chọn phương pháp waterfall nữa cô. Rồi cái khát nước ạ. Rồi cái trên cùng luôn. Rồi bắt đầu đi em.
Dạ thưa cô, em biết là đây là phương pháp truyền thống để giải thích quá trình phát triển phần mềm trong mỗi giai đoạn của dự án. Trong một cái dự án thì nói chung trong cái phương pháp này thì có các giai đoạn là nghiên cứu tính khả thi, lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, kiểm tra, sản xuất và bảo trì. Các cái giai đoạn này được thực hiện, được hoàn các cái giai đoạn phía trước thì sẽ được hoàn thành trước khi mà chuyển sang các giai đoạn kế tiếp giống như trong thác nước. Cần cô kéo xuống tiếp hả? Em thấy màn hình của cô đúng không em? Dạ có thấy ạ. À rồi. Em cần gì hỗ trợ kéo lên kéo xuống thì nói cô nhé. Dạ dạ dạ. Về cái phương pháp này thì được sử dụng trong các dự án nhỏ khi mà chúng ta đã biết rõ các cái nhu cầu và phạm vi của dự án đó thì người ta sẽ áp dụng cái phương pháp này. Về ưu điểm của phương pháp. Nói luôn ưu điểm nhược điểm hả cô? Ừ đúng rồi em. Dạ về ưu điểm của phương pháp này thì dễ hiểu và dễ sử dụng. Nó khá là đơn giản tại vì sẽ thực hiện hoàn thành các công việc ở phía trên sau đó mới chuyển sang cái giai đoạn kế tiếp được, giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian đáng kể và cho phép phân tích dễ dàng. Các cột mốc cũng dễ hiểu ạ. Còn về phần nhược điểm thì cái này chỉ phù hợp với những cái dự án có nhu cầu chính xác và những dự án mà chúng ta đã biết rõ nhu cầu và phạm vi của nó, không áp các dự án bảo trì không biết trước được kết quả của dự án và cũng không quá xuất sắc và phù hợp cho các dự án dài và liên tục. Rồi em có thể giải thích một số điều liên quan với những cái điểm hạn chế mà người ta trình bày ở đây, mình giải thích thêm lý do tại sao người ta nói vậy. Dạ thưa cô, là về cái quá trình của dự án này thì như cái tên đã nói là theo như thác nước thì chúng ta sẽ thực hiện các cái giai đoạn phía trên trước, sau đó mới chuyển sang các giai đoạn, hoàn thành các giai đoạn phía trên thì chúng ta mới chuyển sang các cái giai đoạn kế tiếp. Trong quá trình thử nghiệm bắt đầu, khi quá trình phát triển kết thúc, do đó là khi mà các cái nguy cơ lỗi ở các cái giai đoạn phát triển thì chúng ta rất khó để quay lại và sửa lỗi ở khi mà bị sai ở các cái giai đoạn phía trên, tại vì cái này nó theo dạng thác nước nên là chúng ta đã hoàn thành xong rồi và đến giai đoạn cùng kiểm tra và bảo trì thì chúng ta mới phát hiện được cái lỗi đó. Cái lỗi đó thì mình cũng không chưa biết nó sẽ như thế nào, xuất phát từ đâu hay ra sao nữa đúng không? Rồi dạ, thì nên... cái ý thứ hai này em có hiểu không? Người ta nói là đối với cái phương pháp của SDFC này á thì không, mình nếu không thì nó hơi tàn nhẫn của nó, có nghĩa là thường thường không có khó áp dụng được với những cái dự án mà mang tính là bảo trì. Bảo trì có nghĩa là dự án mà đòi hỏi là phải bảo trì maintenance project. Cái maintenance đây là có nghĩa là dự án là chỉnh sửa khôi phục một cái gì mà hiện có. Đó, thường thường nó không có phù hợp. Thì em nghĩ thì tại sao người ta nói vậy nhỉ? Thưa cô, theo em nghĩ thì để quay lại để những cái đã gọi là bảo trì thì mình sẽ quay lại để chỉnh sửa các cái mà không phù hợp, mà sau khi đã xuất kết quả thì các quá trình mà quay trở lại để kiểm tra và sửa chữa như vậy thì nó rất là khó khăn. Rồi với có một cái ý trên này nữa này, tiết kiệm thời gian đúng không, thì theo em nghĩ thì tiết kiệm thời gian này là sao, cái điểm mạnh của nó, cái điểm số 3 này. Dạ. Ý tại sao người ta nói là phương pháp thắt nước này là tiết kiệm thời gian, significant amount of time có nghĩa là tiết kiệm khá đó, khá thời gian đó, khá đáng kể đó, một lượng thời gian đáng kể đó, significant đó. Thì nó tiết kiệm như thế nào khi nó thực hiện như thế này? Các bạn thưa khác cô, cũng suy nghĩ nha. Quá trình tiết kiệm thời gian thì có thể là ví dụ như trong quá trình thiết kế thì chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề thiết kế, sau đó chuyển sang vấn đề xây dựng mà không cần quan tâm các cái lỗi xảy ra, tại vì
chúng ta cũng không biết trước được là lỗi nó sẽ xảy ra ở cái giai đoạn nào và thời điểm nào, đến cái giai đoạn cuối cùng thì chúng ta mới biết được, nên là chúng ta chỉ tập trung để hoàn thành các cái giai đoạn của dự án đó. Ừ, một phần là em cũng có ý hơi vòng vòng phía ngoài rồi đó. Ý như thế này nè, là mỗi bước như thế này á thì người ta biết là phải làm gì rồi đúng không, và nó rõ ràng và nó có khi nó có lộ trình luôn, người ta cho phép giai đoạn này bao nhiêu ngày bao nhiêu tuần luôn, nó fix thời gian luôn, cho nên người ta rất là chủ động, em hiểu không? Nó khác với phương pháp ví dụ ID lúc nãy mà bạn vừa mới nói thì sao, nó phụ thuộc vào cái khả năng cái team đó đúng không, cái tương tác với cái user rồi phản hồi, thì có thể là nếu mà thông suốt thì 2-3 prototype, còn nếu không thì nó kéo dài, có khi dài hơn, nhiều hơn prototype thì thời gian nó dài hơn nữa, người ta cũng không biết lúc nào thì có thể dừng lại cái vòng lặp đó để mà đi ra testing với cut over, em hiểu không? Đó, cái khía cạnh như vậy nó fix ở giai đoạn mà nó tiếp tục như vậy thôi. Cái ý của em nói lúc nãy có nghĩa là cái thời điểm nào thì làm việc đó thôi đó. Ừ. Rồi. Dạ. Rồi cô cảm ơn em nhé, Quỳnh nhé. Dạ dạ. Ừ rồi. Ok. Rồi, còn những cái phần còn lại thì các bạn vẫn tiếp tục tìm hiểu, bởi vì sao? Qua khi mình phân tích như này nó lộ ra và cho thấy rõ phương pháp này nổi bật ở khía cạnh sử dụng cho loại dự án này, cho những cái hệ thống thông tin như thế này, trong cái mô hình doanh nghiệp như thế này, vân vân, thì mình sẽ biết được là khi cái một cái doanh nghiệp hay hệ thống thông tin hay cái bài tập lớn của mình có thể là áp dụng cái phương pháp luận nào, có thể là một phương pháp luận cổ điển ở trong lý thuyết của mình, hay là những 112, không phải 12, 112 này cũng có còn mấy cái cũ ha. Một trong những cái phương pháp tân tiến ở đây mà nãy giờ chúng ta chưa có thời gian nói tiếp ha. Có thời gian thì mình sẽ đi sâu hơn ha. Nãy giờ mới chỉ có hai phương pháp luận thôi. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta trưa rồi, chúng ta nghỉ tới đây nhé. Thì có thời gian thì bữa sau, cô chưa biết tình hình là tuần sau có học online nữa không, hoặc là đi học offline hay như thế nào, thì chờ thông báo, thì có gì các bạn follow trang LMS với trang Facebook để biết thông tin các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn điểm danh cho cô nhé. Rồi bạn nào có nãy giờ hai bạn cô gọi đó, thì cô quên mất tên là bạn Quỳnh với lúc nãy là bạn, thì ghi là có phát biểu giùm cô nhé. Rồi cô chào các bạn buổi trưa nhé. Rồi các bạn điểm danh nhé, rồi chúng ta nghỉ nhé. Rồi bye bye các bạn. Alo, cô thấy có một số bạn vẫn còn ở trong chat này, trong cái conference này, các bạn điểm danh rồi ao ra giùm cô nhé.